kiếm được nhiều tiền chưa chắc dư. Phần lớn mọi người không nhận ra rằng trong cuộc sống vấn đề không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền mà là giữ lại được bao nhiêu, theo Robert Kiyosaki. Bạn có thể kiếm vài nghìn đô la mỗi tháng nhưng lại phải trả hàng tá bill từ nhà cửa, xe cộ, quần áo, mỹ phẩm, tiệc tùng. Cũng bằng ngần ấy thì mức lương của bạn chẳng đáng bao nhiêu cả. Cho tới khi bạn giữ lại một phần số tiền kiếm được, lúc đó tài chính của bạn mới có thể khá. Lương tăng, tiết kiệm cũng phải tăng. Nếu bạn có thói quen dành ra một khoản gửi tiết kiệm hàng tháng khi lãnh lương, điều đó thật tốt. Nhưng đừng cố định khoản tiền ấy. Giả sử nếu được tăng lương, bạn cũng nên tăng số tương ứng vào tài khoản của mình. Đây chính là cách gây dựng tài sản chắc chắn nhất. Đừng trở thành nô lệ đồng tiền. Luôn mơ mộng về việc đổi nhà, thay xe, điện thoại đời mới, quần áo hàng hiệu. Những thứ vượt ngoài ngân sách sẽ biến bạn thành nô lệ của đồng tiền. Xác định rõ thứ bạn muốn mua có thực sự đáng mua hay không. Nếu không thì bạn sẽ mãi rơi vào vòng lẩn quẩn, kiếm tiền, trả nợ và xài tiền, hoàn toàn không thể tiết kiệm. Hãy yêu chiều bản thân hợp lý, nếu không bạn sẽ trở thành một người nô lệ đáng thương. Đừng lạm dụng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng là cạm bẫy ngọt ngào khiến bạn nhanh chóng trở thành nô lệ. Với vài thao tác quẹt thẻ đơn giản, bạn dễ dàng mắc nợ và quay cuồng với việc trả lãi. Vì thế hãy dùng tiền mặt và hạn chế quẹt thẻ. Còn nếu dùng thẻ, hãy nhớ trả hết càng sớm càng tốt. Thử nghĩ về cách khiến tiền đẻ ra tiền. Những người giàu luôn tìm cách để giúp họ sinh thêm lãi từ số tiền đang có. Hãy thử bắt đầu bằng những mục tiêu tài chính nhỏ mà bạn có thể dễ dàng đạt được. Đạt được mục tiêu nhỏ sẽ tạo động lực cho mục tiêu lớn. Người giàu thật sự thường sống rất giản dị. Bill Gates hay mua giày giảm giá và rất thích giữ lại phiếu quà tặng, thẻ giảm giá của mỗi cửa hàng từng đặt chân tới. Cha đẻ của Facebook Mark Zuckerberg không ngần ngại khoác lên mình chiếc áo thun một màu và quần jeans. Mark nói, tôi thật sự muốn làm sạch cuộc sống của mình, để càng ít phải đưa ra quyết định càng tốt, trừ việc phải làm sao để phục vụ cộng đồng một cách tốt nhất. Đừng mua tiền bằng sức khỏe. Người giàu luôn tự ý thức chăm sóc bản thân bởi họ biết rõ giá trị của đồng tiền khi nằm trên giường bệnh. Không chỉ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và tiết kiệm, họ duy trì sức khỏe bằng cách chăm chỉ tập luyện và ăn uống đúng cách. Nếu bạn chưa tập một môn thể thao nào, hãy bắt đầu. Tăng mức độ tập thể dục và xem kết quả. Khi thể chất và tinh thần đạt mức tốt nhất, tiền sẽ tự nhiên đến.